nay mình giới thiệu các bạn sản phẩm cần siết chữ T của hãng tờ Sunura, hàng chính hãng của Nhật. Về thương hiệu này, nó có hai dòng, một dòng là đầu không có bi, đầu này thì thường chỉ để siết lại thẳng các con ốc lại thẳng, và cần siết đầu bi. Về dòng siết chữ T không có đầu bi thì nó có các size từ 1.5 cho đến size 1.5, size 2 ly, 2.5 ly. TL 3.0, 3 ly. Và TL 4.0, 4 ly. TL 5.0, 5 ly. TL 6.0, 6 ly. TL 8.0, 8 ly. TL 10.0, loại 10 ly. Ở đây bên hãng đã thiết kế cho theo các màu để mình dễ phân biệt. Có đánh dấu các màu 10, 8, 6 để dễ phân biệt các màu của size. Về sản phẩm này thì chắc chắn là hàng độc nhất trên thị trường Việt Nam hoặc cả châu Âu. Sản phẩm là được làm bằng thép hợp kim cao cấp, được mạ chrome chống rỉ. Độ cứng của nó là được làm bằng HRC 57 cho đến 61 là tối đa, còn trung bình là làm từ 53 cho đến 55 tùy vào size của sản phẩm. Đối với dòng bi thì nó thiết kế dạng cao cấp hơn. Đầu bi này có thể vặn ở một góc 20 cho đến 30 độ, từ 0 cho đến 30 độ. Và phạm vi tốt nhất là 20 độ để tránh trượt tòe con ốc. Được thiết kế tay cầm vặn nhanh, cũng làm bằng thép. Cái nào có thể đảo nhanh, siết nhanh, liên tục, gọn, rất nhẹ nhàng. Theo mình được biết thì đây là sản phẩm tốt nhất trên thị trường hiện nay. Mình đã tham khảo một số chai như Amaron, Airplay, được đánh giá là khá cao. Nếu các bạn tìm được sản phẩm nào thương hiệu khác giống như này, mình sẽ để cho một cái giá cực kỳ hấp dẫn. Bây giờ mình thử test thử cái dòng xe đầu chữ bi cho các bạn xem. Đây là con ốc mình đã vặn thử trước để cho các bạn xem, rất nhẹ nhàng. Đó, đây là tay cầm, xoáy rất nhẹ nhàng, rất nhanh. Đó.
điểm này cầm rất nhẹ, không mình để giữ cho con ốc nó thẳng, không như các sản phẩm khác là mình phải nắm, phải ôm. Đây mình có thể thao tác nhanh bằng hai đầu ngón tay, vặn vào, tháo ra. Với những sản phẩm này chỉ dùng rất thuận tiện trong các việc tháo lắp nhanh. Một số trong mặt hàng như sản về lắp ráp sửa chữa ô tô, các bạn thấy đối với dòng chữ bi này nó chỉ có các size từ 3 ly là TL 3.0B, dòng 4 ly TL 4.0B. Và TL 5.0B. Và TL 6.0B. Và TL 8.0B. B là ký hiệu của pol, là đầu bi. Và TL 10.0B. Hiện nay công ty chúng tôi đang là đại lý độc quyền của thương hiệu tờ Sumura tại Việt Nam. Như các đầu bi này cũng được phân biệt các size theo các màu được đánh dấu. TL thì 3 thì thường là màu cam, 4 là màu vàng, 5 là màu xanh lá, 6 là màu xanh nước biển này các bạn, màu xanh da trời, 8 là màu ghi sữa, 10 là màu nâu đất. Sản phẩm hiện nay đã về đến kho của công ty. Các bạn cần chi tiết xin liên hệ 0983 76 74 58 hoặc truy cập vào website hatoktool.com để được hỗ trợ.